Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay em sẽ lên phiên ngày mùng 5 tháng 11. Đấy, hàng hồ điệp đang rất là nhiều rồi. Và chương trình ngày hôm nay thì em sẽ lên một cái dòng hồ điệp khủng tiếp nhé. Đó, một cái dòng hồ điệp khủng, cây ba ngông. Mặt hoa đây. Mặt hoa em cho mọi người coi trước này. Đó. Đây là vàng kim thư nhé. Nó cũng là một cái dòng phân tay phân cành và nhiều ngông. Đấy. Hoa vàng rất là đẹp để chơi Tết. Phân tay phân cành và nhiều hoa nhiều nụ nhé. 40 50 bông một một cây luôn. Đó, và cây thì em sẽ quay rõ cho mọi người đây. Đây số lượng rất là nhiều nhá. Cây này nó là những cây khủng em trồng trong cốc to đấy. Và nó đang có ba ngồng hoa rồi. Đấy, ba ngồng hoa nhá. Lá đẹp, rễ đẹp và trồng trong cốc to, không hề bị lỗi gì, bao cây chuẩn, cây đẹp cho mọi người. Đấy, nó như mấy cây hôm qua mà em quay đấy. Đấy, những cái dòng cây to mà em hay giới thiệu em bán cho mọi người ấy. Cây rất là nhiều ngồng nhá, cây nào cũng có ba ngồng và một cây này thì em sẽ bán với giá là 90.000. Đó, bình thường những cây này em bán 100 nhưng mà hôm nay thì em sẽ bán cho mọi người giá 90.000 thôi. Ba cây em bao ship nhá. Đây. Cây rất là đẹp nha. Ngồng ngồng thì là ba ngồng. Đó. Giá 90.000 một cây, ba cây em bao ship toàn quốc cho mọi người. Đây. Cây nào cây nấy đều đang có ba ngồng nhá. Đấy, đều có ba ngồng hết. Hoa sẽ nở chuẩn vào ngày Tết nhá, số lượng rất nhiều nên em sẽ bao cây chuẩn cây đẹp khi mà mọi người nhận hàng. À, khi chúng ta nhận hàng cho kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Lá đẹp, rễ đẹp nhá, kiểm tra đầy đủ cho em không hề bị lỗi. Đó, 90.000 một cây, 3 cây em sẽ bao ship. Số điện thoại đặt hàng là 0974 702 106 nhá. Em xin chào mọi người.